Anh em nào cần mua phân tần về chế cháo độ chế loa thì liên hệ em nhé. Số Zalo của em là số 0975 575 262. Đây có các loại phân tần này, phân tần cỡ nhỏ. Loại này thì sẽ ghép vào những là highway. Bát thì tầm bát 16 trở lại các bác nhé, tầm 15 16 đổ lại. Đấy, tất cả đều bao nguyên bản hết cho các bác nhé. Đấy, cỡ nhỏ này. Còn lại to hơn. Đây, loại này loại trung hơn này. Lại to hơn, đây lại bé này. Lại to hơn đây, đây còn một đống rất nhiều lại to. Loại này thì ghép cho loa bát 18 trở lại các bác nhá. Đấy. Loa highway. Đấy. Loại này bát 18 này, cái này tầm bát 15 16 trở lại này. Đấy. Anh em cần loại nào thì đấy. Giá loại bé bé này, loại xinh xinh bé bé này thì giá là 270 bao ship. Đấy, còn giá loại này thì là 320 bao ship. Đấy, một cặp. Một cặp các bác nhé, một cặp tất cả riêng nguyên bản, tất cả đều riêng nguyên bản hết các bác nhé. Bóc ở trong thùng loa ra, bóc ở trong thùng loa Onkyo của Nhật, tất cả đều là phân tần của Onkyo các bác nhé, phân tần Onkyo của Nhật. Đấy. Anh nào có nhu cầu lấy phân tần thì liên hệ với em qua số Zalo 0975 575 262. Đấy, xin nhắc lại nữa, loại to này là 320 một cặp này, loại bé này là 270 các bác nhé, một cặp nhé. Rồi, xin chào các bác và anh em.